Quay trở lại với những dự báo thời tiết, Tây Bắc Bộ, Trung Bộ hôm nay thì sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, diễn biến cụ thể sẽ ra sao anh Quốc Sáng? Vâng, mới ngày đầu của đợt nóng thôi, thế nhưng mà diện nắng nóng hôm nay sẽ bao phủ khắp phía Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên của Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, một số nơi ở Sơn La, vùng núi của Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam sẽ vượt 38 độ. Sang ngày mai, vùng áp thấp nóng hoạt động mạnh hơn thì vùng nóng sẽ lan rộng sang cả phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ gồm Hà Nội sẽ tăng lên là 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt hơn, 35 đến 38 độ, có điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Vâng, thế còn ngày hôm nay mức nhiệt ở Đông Bắc Bộ và các khu vực khác thì ra sao? Vâng, hôm nay ở Đông Bắc Bộ thì sẽ có nắng nóng cục bộ xảy ra ở Quảng Bắc Ninh và Nam Định với mức nhiệt là 35 độ. Còn lại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác như Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Việt Trì, nhiệt độ sẽ từ 30 cho đến 34 độ. Với Nam Bộ, trưa chiều nay, nhiều nơi tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Phú, Biên Hòa, Tân An, Vĩnh Long, Châu Đốc, 35 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên hôm nay cũng nắng mạnh, khắp các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa nắng nóng 35 đến 36 độ. Trên biển huyện đảo Hoàng Sa không mưa, trời nắng, gió khoảng cấp 3 cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Trái lại thì huyện đảo Trường Sa sẽ cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cảm ơn anh Sáng với những thông tin vừa rồi. Như vậy là nắng mạnh diện rộng trên toàn quốc ạ. Và quý vị khán giả thì cần lưu ý là chuẩn bị trang phục phù hợp khi đi ngoài trời. Chúng ta sẽ cần uống đầy đủ nước, tránh say nắng, say nóng. Ngoài ra thì tia UV thì có cường độ mạnh nhất từ 10 giờ sáng đến khoảng 14-15 giờ chiều. Chúng ta không nên ra ngoài khi mà trời nắng gắt trong khung giờ này.